Sát thủ Lõa Thể là bộ phim do Hồng Kông sản xuất vào năm 1992. Thời kỳ đó, những bộ phim cấp 3 của Hồng Kông rất là phát triển, được khắp nơi châu Á đón nhận, trong đó có cả Việt Nam. Bộ phim là những cốt truyện kể về cô gái Kitty. Cô được đào tạo để trở thành một sát thủ chuyên nghiệp, bề ngoài có diện mạo là một cô gái xinh đẹp, quyến rũ. Và rồi cô đã gia nhập bởi một tên giết người chuyên nghiệp thuê, cô nhắm vào những kẻ háo sắc hạ gục con mồi một cách nhanh gọn lẹ. Vì có thân hình đẹp quyến rũ như Yui Hatano, nên hầu hết những người đàn ông đều mê cô như điếu đổ. Thank you.